Hello, xin chào các bạn, chào các bạn quay lại với kênh Lê Lĩnh Vlog của mình Đoạn đầu video thì các bạn lại nghe thấy Lĩnh lột tiếp tục một siêu phẩm đến từ anh em Bắc Giang ủng hộ Lĩnh Một sản phẩm mà trước khi Lĩnh hoàn thiện video này thì Lĩnh sẽ phải cho anh em ôn lại một kỷ niệm Về cái chiếc xe mà trước khi Lĩnh review chi tiết ở video ngày nay các bạn nhé Các bạn sẽ cùng Lĩnh xem lại một đoạn tư liệu cũ khi Lĩnh lột xác chiếc xe này Lên nào anh em Để chơi Tết của năm 2024 âm lịch đấy thì bạn ấy lên gần đến nhà mình thì bạn ấy ngã thì lấy đây là lĩnh đặt tạm dựa nhẹ con xe lên xuống mặt đường vì trên chiếc xe này thì lĩnh nói các bạn rồi à, đến với lĩnh dọn xe là đẹp từ trong ra ngoài thì hôm nay lĩnh sẽ dựng chiếc xe này lại để cho các bạn xem nhé các bạn nhé dựng chiếc xe lại này dậy đây ở trên chiếc xe này thì lĩnh cũng chia sẻ cho anh em mình à, Các bạn đấy lên với mình dọn để chuẩn bị chơi tết của năm 2024 thì toàn bộ những phần nhựa đây có cả đá bên trong này đấy thì bạn này thì bạn ấy đi lên đến uh, gần đến tuyên quang lĩnh thôi bắt đầu chấm vào đất sơn dương thôi thì bạn ấy gặp tai nạn thì bây giờ đến nỗi là cái cổ này nó vênh này đây nó vênh như thế này rồi đấy thì mặc dù ở trên chiếc xe này thì lĩnh cũng chia sẻ đến cho anh em mình là cũng không còn mới mẻ gì đâu vì ở trên chiếc xe này thì các bạn có thể nhìn thấy đây ốc vít này ốc vít này đấy hay là những phần nhựa cổ báo lỗi gãy phần trong này hay là kể cả những phần sơn gốc ở đây đấy phần sơn gốc này đây sơn gốc đây Đấy, chưa cần nói đến phần là bên ngoài hay là những phần tay phanh nữa Toàn bộ những phần chi tiết đằng sau này nữa Phần rè riếc này nói chung là Ở trên chiếc xe này bạn ấy làm lại từ A đến Z Biển thì là biển 19 Nhưng mà người gốc của chủ xe thì lại là ở um, Bắc Giang anh em Đấy ngoài ra thì trên chiếc xe này nữa thì Dựng chân trống giữa để cho anh các bạn xem nhé Toàn bộ những chi tiết này Đèn hậu vỡ này Đèn hậu vỡ hết đằng sau này Đấy vỡ hết đằng sau này Và trong, trong này thì uh, Cũng tương đối là sạch đấy cũng tương đối là sạch thôi không phải nói là nói nói nó bẩn nữa mà tương đối là sạch thôi còn ở trên chiếc xe này thì lĩnh cũng chia sẻ cho anh em là về phần côn phần máy cũng nhiều cái thứ thứ để chi tiết lắm để dọn lên một chiếc xe như thế này thì anh em cũng hay thắc mắc hỏi lĩnh là anh ơi em có một chiếc x 150 bây giờ muốn dọn thì khoảng bao nhiêu tiền rồi thì các bạn đã hình dung ra một chiếc xe mà nói chung là nát không còn gì để mà nói nữa rồi với một chiếc xe Exciter phiên bản đời 2018 nhưng mà mới mua lại với chỉ hơn chục triệu thôi thì đây là một chiếc xe của anh trai đến từ Bắc Giang ủng hộ lĩnh nhưng đeo biển số là 19K128036 thì chắc chắn sau cái clip này chủ xe cũ của chiếc xe biển 19 này sẽ rất là tiếc khi anh trai đem lại cho một chiếc xe lột xác đầy nghị lực như này thì lĩnh sẽ cùng các bạn chia sẻ ở video ngày hôm nay các bạn nha ở trên chiếc xe này thì lĩnh nói với anh em mình rồi ở một trong những cái chiếc xe mà gọi là anh trai cực kỳ là tâm huyết mua một chiếc exciter phiên bản đời 2018 mới chỉ có hơn chục triệu thôi chắc chắn dọn xong đi sẽ hơn các bạn mua con xe mới các bạn nhá chiếc xe cũ mua chỉ hơn chục triệu thôi nhưng dọn lại sẽ chất lượng và đẹp hơn là các bạn mua con xe Way mới, Way Alpha 110 mới các bạn nhé Chạy Way 110 mới Sau một thời gian khoảng 2-3 năm thì các bạn sẽ biết đến độ tạ của nó như thế nào các bạn ạ à. Nhân tiện có em đó ở ngày hôm nay thì Lĩnh sẽ cùng giải thích với các bạn Của cuối năm 2023 là rất nhiều anh em đang hỏi Lĩnh là Anh ơi dọn Zin Exciter 150 như thế nào thì hôm nay lĩnh sẽ cùng các bạn triển khai cái video này các bạn nhé. Đầu tiên ở trên chiếc xe này thì các bạn có thể thấy là một bộ màu xanh à, cái bộ tem này và cái bộ nhựa này thì chắc chắn các bạn quen thuộc với một chiếc xe đến từ nghệ an mà hôm vừa rồi lĩnh review cho anh em mình một sản phẩm đấy rồi đúng không? thì em trai à, đến từ nghệ an độ gói đấy sẽ khủng hơn chiếc xe này vì chiếc xe này anh trai chủ yếu là làm zin đến 90% thì lĩnh cũng sẽ cùng các bạn chia sẻ ở trên video này. Đầu tiên riêng về phần bộ nhựa từ nhựa nhám gọi là nhựa PP còn nhựa uh, bóng thì gọi là nhựa ABS thì trên chiếc xe này cái màu sơn của nó cái màu ABS này cũng là màu nhám các bạn nhé OK cho anh em cũng là màu nhám đây đấy màu xám này thì đây gọi là nhựa ABS được chưa anh em? Còn nhựa PP là nhựa đen đây. Đây cũng là nhựa đen nhưng đây gọi là nhựa đen nhám PP. Đúng không? Có hay còn gọi là nhựa chết để giải thích đến rõ cho anh em mình là dàn nhựa nó sẽ full 100% là nhựa mới 100%. Nhưng nhiều anh em hỏi lĩnh là cái bộ tem zin nó có đắt không? Mà các bạn còn đang thắc mắc là tem zin tại sao lại đắt như vậy đúng không các bạn? Thì toàn bộ ở trên những chiếc uh, xe này hầu như là đã dọn zin là sẽ phải thay toàn bộ nhựa zin, tem zin. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy tem zin đây. Ở trên chiếc xe này thì lĩnh nói ra là nhiều anh em còn sẽ bất ngờ về những phần bộ phận chi tiết tem zin đây. Đây tem zin sẽ gồm đầy đủ cả tem thông số ở bợ cổ đây. Tem thông số đây. Đây cảnh báo đây. Ok cho anh em. Tem uh, FI trên đầu này nữa. Từ tem nổi, tem những tem logo nổi IA nổi này nữa. Đấy là kể cả phần tem đuôi đít này cũng có đầy đủ hết cho anh em mình luôn. Đấy, logo nổi IA. Yeah, ok cho anh em. Thì riêng bộ tem này thì lĩnh công bố với anh em mình là hơn 1 triệu giá nhập vào chưa có công dán lên nhựa các bạn nhá. Ok chưa anh em? hơn 1 triệu là nguyên cái tiền tem zin thôi. Vì trên chiếc xe này tem khá là nhiều. Có những bộ thì bộ tem nó chỉ khoảng tầm hơn 800, hơn 900, còn tùy các bạn nhá. Nhiều có bộ tem nó lại ít tem nhưng mà nó có hai chữ logo nổi c đằng sau này thì nguyên cái chữ logo nổi c thì nó cũng vài trăm nghìn rồi anh em mình nhá. Đấy là riêng để cập nhật đến cho anh em mình nhanh gọn là riêng bộ tem nó đã hơn củ đấy. Còn bộ nhựa nữa cho nên là nhiều khi là mình báo bộ nhựa nó khoảng tầm 3 triệu hơn hơn 4 triệu tùy đời thì nhiều khi anh em lại bảo là sao mà nó cao thế nhưng mà các bạn cứ thử vào hãng các bạn mua đi thì các bạn sẽ cảm nhận được vì giá tiền chiếc xe này nó mua lúc mới gần 50 triệu mà nó không phải như con quay 20 triệu đâu các bạn nhé Cho nên là bộ nhựa quay sẽ rẻ hơn rất nhiều Đấy là về phần bộ nhựa mà lĩnh vừa chia sẻ cho anh em mình ở trên chiếc xe này hầu như là 90% anh trai dọn zin thì anh trai nâng cấp ở bên trong pha đèn này cho lĩnh là con bi cầu mini T9 Pro siêu phẩm mà lĩnh đặt rất là nhiều tâm huyết và rất là nhiều anh em đã ủng hộ con bi cầu mini T9 Pro mà lĩnh chia sẻ cho anh em mình rồi. Những anh em nào đang dùng con T9 Pro này thì các bạn comment phần bình luận giúp lĩnh các bạn nhé. À, tay phanh côn Racing Boy màu đen nhám bao tay PDC và đầu gối nóc những cái sản phẩm này thì bao yêu thích cho anh em mình rồi các bạn đã lên với mình thì các bạn sẽ cảm nhận về những cái chất lượng của đôi bao tay uh, xịn chính hãng của uh, PDC đấy anh phúc anh phúc là, là người mà khai sinh ra con bao tay này đấy, đầu gối nóc cảm ơn anh đã đưa đến cho anh em biker Việt Nam mình có những cái đôi bao tay rất là êm này bộ phận đờ mi dưới thì vẫn là bộ đờ phận đờ mi giữ zin cho anh trai giữ gìn và cây phục lần này thì anh trai nó thật sự là kinh tế của anh này nó cũng gọi là bình thường thôi không không quá nhiều cho nên là anh vẫn chỉ gọi là uh, đi lại phục zin vì chiếc xe này là ngã tai nạn nhé các bạn nhá bộ bánh bâm này các bạn nhìn bóng lộn vậy thôi nhưng mà cũng đều là sơn sơn lại hết đấy anh em sơn bóng lại hết đấy sơn đen bóng lại các bạn nhá về phần đĩa trước thì vẫn là đĩa zin nguyên bản thôi uh, dây dầu và những toàn bộ những phần chi tiết ở bên trong này cũng đều là uh, sơn xi si lại và cái phần cổ bô anh em nhìn đấy ạ đấy rất là bóng lộn và phần này có có sử dụng một gói rửa siêu sạch các bạn nhé rửa siêu sạch à, rửa siêu sạch thì mình cũng thông báo với anh với anh em mình luôn dịp tết của năm 2024 này lĩnh đang rất bận một ngày bên mình hầu như là bây giờ những gói rửa siêu sạch mà anh em trừ khi anh em làm lớn thì bên mình mới nhận thôi còn để mà nguyên rửa ấy, thì bên mình đang rất là thiếu nhân lực một ngày nếu như mà lĩnh sẽ trả cho các bạn 800 000 tiền gói rửa siêu sạch rửa sạch từng con ốc như bên mình làm đến cho anh em như này các bạn nào nhận được kèo rửa xe siêu sạch 800 nghìn trong một ngày lĩnh sẽ uh, thuê các bạn 800 nghìn một ngày công các bạn nhé là phải rửa xong một con xe ok cho anh em uh, tiếp theo là một cái uh, cổ bô titan form dài cổ bô titan form dài lắp cho bô zin thì chắc chắn là kể cả điều kiện ít hay nhiều thì đã dọn zin thì anh em lên lên cổ titan cho đẹp cần phanh thay mới này toàn bộ những phần ốc sara Đấy, thay mới và những phần bưởng uh, điện, bưởng côn ở bên này đều là sơn lại hết các bạn nhé Về phần sơn thì bên mình sẽ sơn lại những phần gác chân, bưởng điện, bưởng côn gấp uh, phục trước Đấy, hay là những phần chi tiết là những cái phần tay dắt này hay những phần uh, chắn bùn đằng sau này cũng đều là sơn lại anh em Oppo bên ngoài này nhựa cũng là thay mới 100%, nhựa thay mới 100% bình dầu Brembo Đấy, những phần chi tiết ốc các bạn có thể nhìn thấy là nó cũng rất là đẹp đúng không anh em Chi tiết nhỏ thôi nhưng mà đẹp 3 vạn 6 chạy trên chiếc xe này à, Chiếc đồng hồ thì nói chung là với một chiếc xe mà mua hơn chục củ mà mới có chạy 3 vạn 6 Thì cục máy nó cũng là cũng khá là ổn đúng không anh em Khi bên mình tháo cái bưởng côn này ra để sơn lại thì bộ côn bên trong vẫn còn khá là đẹp Không biết là chủ xe cũ đã thay hay là chủ xe đi giữ nữa Nhưng mà cái bộ lá côn vẫn còn mới lắm các bạn ạ à. Ở trên phần trên này một chiếc uh, yên gọt form thấp da yên xương cá chia sẻ đến cho anh trai một cái yên các bạn nhìn lĩnh ấn tay thì nó quá là êm rồi với da form thấp này phù hợp kể cả các bạn lên bánh nhỏ hoặc là bánh zin cũng rất là đẹp và nó rất là êm uh, sở hữu một cái form dáng màu đen truyền thống của anh em mình phần uh, đằng sau này bánh mâm thì lúc đầu lĩnh chia sẻ cho anh em mình bánh mâm trước sơn và bánh sau mâm sau thì chắc chắn là cũng sẽ sơn rồi đúng không các bạn uh, đĩa của racing boy đĩa racing boy và tăng Xên âm Đấy tăng sinh âm các bạn nhé à, Má phanh sinh cũng được thay mới Ok chưa anh em Thì lĩnh chia sẻ cho anh em mình là về cái phần Ở đằng sau này thì anh trai dọn với gói tầm trung Thì anh trai lựa chọn cho lĩnh cặp lốp đằng trước và đằng sau Lốp đằng trước là 70 và lốp đằng sau là 90 À 120 Đấy của C Lốp này là lốp chính hãng các bạn nhé Lốp chính hãng anh em thu gọn về phần sau đuôi thì sẽ không còn giữ lại cái sinh an zin nữa rồi à về cái bộ nhựa mà lĩnh chia sẻ cho anh em mình là cũng sẽ gồm cả phần nhựa đuôi này nhưng ngoài cái nhựa đuôi ra thì cái ở đây nó còn một cái chụp đấy soi cái biển số này thì cái này sẽ tính tiền riêng không tính tiền trong bộ nhựa các bạn nhé đấy cái chụp này cũng mới thay mới sinh an k4 lựa chọn cho anh trai một cái sinh an gọn và đẹp luôn ở bên này thì ngoài cái sản phẩm ở trên chiếc xe này là phá zin ra là sinh an này không giữ zin này Uh, sương yên và gia yên không giữ zin này uh, bộ nhông sen đĩa thì lĩnh vẫn lựa chọn cho anh trai là bộ nhông sen đĩa bót phốt cao su chính hãng của Thái thì cái bộ nhông sen đĩa này thì bên mình đã sử dụng đến cho anh em mình hơn 2 năm nay rồi à, những cái phần tem khi anh em mình sơn tem 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 gấp ấy, là vẫn còn giữ nguyên nguyên bản luôn nếu như tem của các bạn giữ nguyên bản thay thế bên ngoài đó là anh trai này là làm đầu bếp thì anh ấy muốn sử dụng một cái điểm gì nó nhấn nhá và nó, nó nổi bật hơn chút rồi kết hợp nhông sen đĩa vàng à, tăng sen âm vàng và cây phuộc olin tăng chỉnh 360 độ tăng chỉnh thật các bạn nhá thì cái này cạch 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 rất là sướng phải không anh em. Đấy, lò xo này, những phần lò xo, lò xo này lĩnh sử dụng không phải lò xo zin chính hãng mà lò xo uh, inox theo cái dàn ốc các bạn nhá. Đấy, lò xo inox này. Ok chưa anh em? Thì những phần uh, cần uh, số này sau khi anh anh ngã thì cũng thay mới này. Đấy, toàn bộ những phần ốc sarea. Ok chưa anh em? Chốt lại một câu là anh em nhìn thấy ở trên chiếc xe này như thế nào các bạn ơi. Chốt lại một ngày công 800 000 các bạn nào nhận được thì các bạn liên hệ nhanh giúp lĩnh một ngày công 800 000 để cho anh em mình lên nguyên rửa siêu sạch thôi. Bên mình hỗ hỗ trợ anh em tháo xe và uh, những cái chi tiết hóa chất thì lĩnh đều hỗ trợ anh em. Anh em mình chỉ có một ngày các bạn mà rửa sạch, siêu sạch một con xe mà các bạn xem một đoạn đầu video nó sạch sẽ như thế này, như mới thế này thì các bạn uh, liên hệ lĩnh các bạn nhá. 800 000 cho các bạn một ngày công. Bên mình sẽ hỗ trợ anh em toàn bộ hóa chất, tháo xe hộ luôn cho các bạn. Ok chưa các bạn? Quá bận rộn rồi, nhiều anh em hỏi lĩnh cái gói rửa siêu sạch này lắm nhưng thật sự là không không có thời gian để làm cho nên không dám nhận các bạn ạ. À? Vì thợ bây giờ anh em tới cũng đang hoàn thiện vô vập hầu như toàn phải làm đêm đấy các bạn. Đấy thì ở trong video ngày hôm nay thì lĩnh chia sẻ rất là nhanh một chi tiết ở những cặp lốp mới này hay là dàn nhựa mới cổ vô mới sơn lại gấp bưởng điện, bường côn, gác chân, tay dắt hay là những phần nhựa đen đằng sau hay là thay máu phanh đĩa trước. Đấy hay là toàn bộ những phần tem zin hay là những phần sơn đuôi sau nữa, nhông xên đĩa, phục bình dầu, ốc inox hay là bên trong chi tiết sơn khung nữa thì các bạn có thể chi, tham khảo chi tiết ở trên chiếc xe này bên mình làm các bạn nhé thôi nói chung là ở video này lĩnh cũng chia sẻ rất là nhanh vì chiếc xe này nếu mà để nói thì nó như zin và phải không anh em đây là một chiếc xe của anh trai tâm huyết đến từ à, bắc giang ủng hộ lĩnh cảm ơn anh rất nhiều và đây là một trong những anh trai khá là lớn tuổi các bạn nhé cảm ơn các bạn anh em có bất cứ thắc mắc gì thì đừng ngại ngần comment phần bình luận cho lĩnh biết xin chào hẹn gặp lại anh em